Hello anh em, nay mình đại tu mấy giây nữa cho anh em. Đây máy này dạy nhớt dữ lắm anh em. Nhớt ngào dữ quá trời, nhảy có nhiệt anh em thấy không? Phần ở dưới là ướp hết luôn. Rồi, máy này có hiện tượng là ra khối trắng, khối nhiều khối đất đè khối dữ. Là mình dầm gớt máy xuống hết, gãi hết ra, làm hết lại nha, làm hết dàn hơi lại cho kính. Rồi giờ mình phải xuống bên lên cầu lên quay sơ dần gặp cho anh em xem nha. Phường chảy nhớt nó xong rồi mình tiến hành mình gãi máy nha anh em. Nhớt chảy quá dãy luôn. Máy dơ quá dơ luôn. Xì ống nước nữa. Thì này phục gầm này nó cũng bị chắc này nó xì cũng lâu nè, đóng phục chắc hư, phục hư nhớ cầu xì phốt cái con phốt nằm đây nè thì hư. Xăng chảy quá dần nhớt luôn, dằn phùng đây luôn, đây một cái nhớt nữa nè. Ngao chảy tùm lum hết đây này. Rồi anh quay sơ cho anh em xem thôi nha anh em. Giờ tiến hành mình hạ cầu xuống và tháo gước máy xuống nha anh em. Mấy mụn quạt đồ mình tháo hết nhanh em. Mấy sợi dây ro rồi nha, đã tháo xong rồi anh em. Giờ tiến hành cẩu máy ra nha, cho xích vô nè. Đó, cẩu ra thôi nha anh em, tháo hết bát viết cho lóc lạnh bộ giặt hết bên nha, thành cẩu máy hoài. Này, máy ra hoài anh em. Đây chuẩn bị mình mổ xẻ ra anh em. Nhớt quá trời nhớt luôn. Dơ quá trời dơ. Con này cũng có nồi nè.
bảo buộc hút ra luôn nha, nhẹ ra hết. Đây. Đâu. Ờ đây là lắc nó ra cho mày. Rồi, lắc nó ra. Hết rồi. Lắc nó dính nữa, dính còn đó. Cái nó có còn cứng lắm. Đó. Hả? Có chứ. Ấm nước ra luôn. Bỏ đèn cũ này còn rồi. À, bắn luôn, mẹ hay luôn. Bắn luôn, 14 nó 14 bắn luôn. Bơm nước này là hư luôn anh em, hú à. Quay cái gột luôn. Băng vô hũ đó con nha, hai bách với bộ lông. Nè, mình nẻ nó ra nổi. Giật ra. Nó 19. Rồi, lắc cái gà khỏi, bỏ đây, lâu ngày cứng á. Rồi gọi hai gọi. Rồi gọi nhẹ nó ra. Ra hết. Rồi gọi ra hết một chút. Lâu ngày nó bốt. Đúng rồi, lập vào đó luôn ha, lập chân nằm ở đó luôn. Lập nằm xuống luôn. Đây nẻ đi ra. Đây nó nẻ, này nữa nè. Thôi con hết rồi, bỏ đây. Rồi để bốn con này nữa. 4 14 nữa.
cho nó thổi coi. 12. Lộc nhớt 12. Từ từ ở nhóm đây em ơi. Nhóm cái này ra lấy còn nhóm nhẹ ra cái đi. Nhớ lộc nhớt ra đi. Cái lộc cạo nhớt đi. Cái đây nó có con rộng rồi lấy lộc cạo nhớt được rồi. Xoay xoay xoay. Dạ, mà bỏ nó luôn. Gá lại không? Gá lại không được. Nẻ con này coi con 14. Đây 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 đây. Có luôn con. Khỏi bắn sao con nè, bắn sao bên mép nè, 12 nè. Để lấy một mép ở trước con. Cục 12 đó, cục 12 đó. Đây, bỏ lại được con này. Nó chạy quá thì chạy luôn. Ê, hết chưa? Vàng nè. Con. Hết rồi. À, dịnh đây con nãy à. Đù, nó cháy bố luôn, ra mạt vừa. Ngon. Trời, bể bi luôn. Biển đạn bể bị trong nè. Bể đạn trong luôn, bị rớt bị hoài luôn nè. Hết bố, cháy bố luôn. Quẩy chưa. Bộ mép này hư luôn. Thôi nè, có mà mép cháy luôn. Không rồi. Cháy hết. Đạn luôn, bể đạn hết luôn. Đạn cho bể hết luôn. Con mua con mùi này thôi, con mùi. Bể mặt đạn luôn. Mặt đạn ở sao bể bi rất cháy bố hết rồi. Có chứ, giờ dựng lên máy lên. 12 giây thôi. Cái bắn này hết lại đường luôn. Rồi, nó ra ngoài luôn. Nẻ kia ra ngoài luôn. Rồi. Hết hủ con đi. Lấy mấy cái đũa ra luôn. Dạ luôn. Tiền lắm tiền. Kéo đó ông đền. Phần này phần nắp thi láp nha. Lấy nắp thi láp lên. Nắp máy, thân máy và lóc máy nha.
dơ á. Nhớt quá vậy nhớt luôn. Họ lấy cái kia tiếp bỏ đây nè. Bồ lắc mạnh cái lướt lên lại cho anh. Dở lên. Đó. Có máy này bị ăn nhớt nè. Lên nhớt nè. Đe nó bị ướt thấy không? Máy này là khô nè. Khô nè. Khô. Máy này bị ăn nhớt rồi. Nhớt lên mấy đó nha. Thì thổi rôn luôn các bạn. Thì thổi luôn nè. Rôn thổi nè. Đang nhớt hai mấy. Cà phê á. Hả? Cà phê á. Ờ. Lấy rút cái tim nhớt ra, rút tim nhớt ra. Rút chẳng là ngược lại luôn. Rồi chấm cho bê tông nằm dưới luôn. Mấy lần nhớt. Có mấy một thì yếu. Nhớt lên nha. Nhớt lên đốt. Rồi bỏ con đi thầy. Ừ. Má bùng nhớt rồi. À, bỏ cho con hết đi. Cho mày con nẻ hết đi. Phần là phần sinh cam nha anh em. Sinh cam nè. Sinh cam này nó có dấu hết nha. Sinh này không có dấu được. Đơn giản mà mình chia đôi ra. Chia đôi ra mình đặt thôi. Đặt theo dấu của nhông này là được. Gờ chưa? Gờ nhắc tông lắc cái này luôn. Kêu luôn mạnh lên, mạnh nó kêu luôn. Lỏng quá lỏng. Nó xịt lên luôn. Nó xịt lên. Nhớt cái tung lên rồi. Mấy quả bé tông. Cái lòng này bị sằng hơi hư hết lòng luôn. Này thì sẽ bị siêu quá ao lòng. Giờ khớp luôn, khớp nặng luôn nha. Khớp này. Khớp lòng. Lọc kỹ anh em nhìn thấy khớp lòng. Có dấu khớp luôn. Khớp nó tạo cái hở lớn nè. Quá bự luôn. Lòng này khớp rồi, khớp nặng rồi. Đây mới phải về cốt nè. Tháo hết cái cốt máy nè. Còn đây là mỹ. Hư hết rồi, xước rồi. Khớp lòng quá trời luôn. Trời, này mới đóng xe mi mua bên trong mới đóng xe mi.